bác học đi, mình học đây. Học thôi Lăng ơi. Đây đã cận này. Đầy đủ sáng nhá. Đó, bài sáng chưa? Đây chưa hết nhá, nó còn tính năng này mẹ này. Đó, cái tùy chỉnh đèn theo sở thích của bé, theo tâm trạng. Ví dụ như con trai thích màu đỏ hay màu tím hay là màu hồng, màu xanh, màu vàng này. Có cái đồng hồ này này. Cái này nó hút được bên này, con để đây này. Đấy. Xịn nè. Nhưng mà cái đó, cái đó có biết đó. Tại sao nó dứt được không? Tại sao? Nó có nam châm không nội ạ? À? Nó có nam châm để mà hút lên đây, xong rồi là để mình tính giờ. Xịn này, chống gù này. Mẹ cho anh xem này. Cái này nhá, là có thể mình có thể hạ được theo cái lưng của bé nhá, thấy không? Ngần nhỏ thì hạ nhỏ. Ồ, cái bàn này có vẻ hơi cao so với Đăng Anh này. Phải hạ xuống nữa. Đây này, mẹ nhìn đây này. Chỗ này là người ta có luôn độ tuổi, độ cao của em bé này. Ví dụ như là mét 2, Đăng Anh mét 2 này thì cái anh bàn cao 52 và ghế là 29. Ôi, thấy không? Ôi, cái này cao hơn rồi, hạ xuống này, hạ xuống, nó giả lắm, mày nhìn này. Hạ xuống. Mày nhìn đây nhá, này mét 2, đó. Thấy chưa? À, mình sẽ canh cái ghế trước phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Đây mét 2, đó. Chuẩn rồi. Rồi. Dễ dàng thao tác thế hả? Rất là dễ. Mà ngồi này mẹ thấy thẳng lưng này. Ừ, thẳng lưng chưa? Trông có dáng bác học đấy. À, đẹp chưa? Đăng Anh có cái này hay này. Đấy. Con biết rồi. Mình mà đọc á là mình sẽ phải từ 0 độ cho đến 30 độ. Còn viết là từ 0 đến 15 độ. Wow, đây, xịn xò thế. Ờ, hút xe mẹ rất hiền luôn. Ừ, mà con nhìn này. Chỗ này mẹ Thủy Anh. Cái này còn có cái chấn cơ, ví dụ cái này nhá, nó rơi xuống luôn. Còn cái này nhá, để đây là đó. Học nào. Bây giờ bố chỉ cái gì Đăng Anh học cái đấy nhá. Kiểm tra bất kỳ này. A, ơ, b, g, y, d, e, t. Wow. Y, h, u, i, k. Lâu ngày không gặp tiến bộ nhá. Đây, rồi. Các mẹ thấy không? Cái này khó lắm à. Các mẹ thấy không? Cái hình ảnh mà ông bố dạy con học ấy, lúc nào cũng đẹp nhất trong mắt các mẹ. N. Ok, pờ, không phải bờ nhá. Pờ là phở đấy. Con cứ nhớ đến từng chữ cái, nhớ đến đồ ăn là con nhớ lâu lắm. Quờ. Quờ. Không phải quờ. Quờ. Đọc này, cái môi này. Đọc cái môi như là nhìn bố Khôi này. Quờ. 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 Đã đọc cái này rồi. Ok rồi, ra sang đây. Con biết mà. Sờ là chữ này này hay là sờ nặng? Còn đây là sờ nhẹ. Đây như này là sờ, okay. Sờ nặng nè. Sờ nhẹ nè. Đây đúng. Là sờ nặng nè. Nào hết xuất sắc là cho ăn kẹo nào. Đúng rồi. Ok. Wow. Bây giờ nhá, bố còn giới thiệu với Đăng Anh thêm. Chỗ này để bút nữa à? Dễ thương. Ô, đó, để móc được. À, thế là chuyển được xuống đây. Tiện lợi quá ha. Đây, cho các bé rất là nhiều học này mẹ Thế Anh. Cái bàn này bố rất là mê nhá. Đó, ngăn tủ bí mật này. Anh để đồ chơi, để chuyện, anh Ken để chuyện. Nhiều học lắm. Đó, nhớ. Rồi là cái học bàn này, Đăng Anh cho mẹ xem một cái nhá. Mẹ Thế Anh xem này. Để được bút này, đây này, để như này. Cứ gọn gàng đi. Hết bừa bãi lắm. Đấy, để này. Đấy. Để đây nè. Đấy, nhiều ngăn này. Trời, xe to thế. Xe này bắn được bố Khôi thì có mà bố Khôi bay lên trời à? Đây, anh chưa bao giờ được vẽ một bức tranh to như vậy đúng không? Ôi, sướng thế. Con thích cái bàn này không Đăng Anh? Thích như nào? Thích như nào? Rất cái nữa. Tối là con muốn được cái bàn này quá luôn. Ôi, con muốn học ở cái bàn này mãi luôn á. Mẹ thấy em biết không? Lúc mà bố Khôi đến cửa hàng Isaac Kids ở quận 7 để mua cái bàn này này. Thế bố mê luôn bởi vì cái màu nó quá đẹp đi, trang nhã này. Trai thì có màu xanh và con gái có màu hồng đúng không? Nhưng mà trời ước gì mà mình có con gái mình mua thêm chiếc bàn màu hồng về nữa. Đó, mà mua cái bàn này trông tưởng là chỉ có được gọi là bàn học thôi, nhưng mà không ngờ về có rất là nhiều cái tác dụng. Cho Đăng Anh chơi thoải mái đấy. Mẹ thấy không? Cái bàn này này, Đăng Anh muốn làm gì bố chẳng cần phải quan tâm. Bật ra bố lại lau là sao. Chứ cái bàn cũ bố than quá trời à. Đây là cái bàn cũ đây. Bố than quá trời luôn ấy.